Thời điểm dừng xe để mua đồ tại một tiệm tạp hóa, hai vị khách này chưa biết rằng nguy hiểm đang trịnh rập. Từ đằng sau, hai thanh niên chạy áp sát rồi giật phân chiếc điện thoại trên tay cô gái ngồi sau, khiến nạn nhân té nhào xuống đường. Hỏa vô đơn chí, từ trong nhà, một con chó lao ra cắn vào người nạn nhân. Vụ việc được xác định xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2023, công an phường Bình Hưng Hòa A tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ cướp giật điện thoại xảy ra trên địa bàn. Phản ánh với phóng viên, một phụ nữ 40 tuổi ở quận Bình Tân cho biết, hơn 20 giờ ngày 17 tháng 6, chị chạy xe máy chở theo cháu gái trên 20 tuổi đến tiệm tập hóa trên đường Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân mua đồ. Lúc dừng xe trên đường trước tiệm tập hóa, hai kẻ gian chạy xe máy đến áp sát, giật điện thoại trên tay cô gái khiến nạn nhân ngã khỏi xe, đập đầu xuống đường. Nghe tiếng động, con cháu của tiệm tập hóa hoảng sợ lao ra cắn trúng người cô gái, còn kẻ cướp giật thì rồ ga bỏ chạy. Người dân tại khu vực nơi xảy ra vụ giật điện thoại cho hay, khi nghe tiếng hô hoáng của nạn nhân thì họ chạy ra định truy đuổi nhưng kẻ cướp xịt hơi cay khiến nhiều người cay mắt không thể đuổi theo. Riêng chủ tiệm tập hóa cũng đã hỗ trợ một số tiền để cô gái đi tìm ngừa uống thuốc do bị con chó cắn trúng. Nạn nhân cùng người nhà đã trình báo công an và cho biết chiếc điện thoại bị giật lấy mất hơn 5 triệu đồng công an cũng đã trích xuất dữ liệu camera để truy xét làm rõ vụ giật điện thoại này